chung là đấy, rất rất sẵn sàng. Tầm này thì cái gì bán được là bán hết. Ok, chào bạn Phạm gì đó chung. Bạn này hình như hay comment ở trên page của mình này. Ok, bài này thì khá là buồn cười. Bạn nào vào group thì xem ấy, nói chung là mình không nên chia nhưng bài kiểu trầu trầu ấy, kiểu cái bài mà kêu là cái bộ giáp của DK Decaret là kỹ xảo ấy thì khá là buồn cười. Ok, thì mình sẽ ha, trong vụ này buồn cười lắm. Anh em rảnh thì vào vào xem. Rồi. Bạn này trông có vẻ cũng nổi tiếng các bạn ạ. Không biết trông có vẻ Weibo nhưng mà chắc nổi tiếng đàn đấy. Còn con mèo buồn cười này. Các bạn 3 4 ngày yên tâm, mình sẽ cố gắng. Nếu khi thật sự các bạn thông cảm, nếu